Diễn viên gạo nếp gạo tẻ, người bỏ nghề vì không đủ sống, người xây biệt thự siêu hoành tráng. Nam diễn viên Quốc Trường mới đây đã tổ chức tiệc sinh nhật và kết hợp tân gia hoành tráng khiến ai nấy cũng trầm trồ bất ngờ. Nam diễn viên Quốc Trường đã tự thưởng cho bản thân căn biệt thự giá trị Dưới Lòng Sài Gòn. Cách đây 2 ngày, anh tổ chức tiệc mừng sinh nhật và tân gia. Anh dựng rạp hoành tráng ngay trước căn biệt thự xa hoa của mình khiến nhiều người bất ngờ. Sau thành công của vai diễn là người tình của Hân trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, mới đây nhất nam diễn viên Quốc Trường khiến nhiều người ngạc nhiên khi khoe không gian sống lung linh của mình và bố mẹ. Chẳng phải một căn hộ bình thường mà đây chính là một khu đất rộng lớn xây hẳn biệt thự hoành tráng. Số tiền do anh tích góp từ kinh doanh và đóng phim, tất cả mọi thứ trong căn nhà đều do anh chọn lựa. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ cách đây 2 ngày, Quốc Trường tổ chức tiệc mừng sinh nhật và tân gia. Anh dựng rạp hoành tráng ngay trước căn biệt thự xa hoa của mình và mời rất nhiều người thân bạn bè đến dự. Chuyện bây giờ mới kể, trôi qua 2 ngày sinh nhật, giờ mới có thời gian và bình phục sức để gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị bạn bè đã không ngại đường xa đến chung vui sinh nhật cũng như tân gia nhà trường. Cảm ơn rất nhiều, Quốc Trường chia sẻ. Chẳng ai tin rằng nam diễn viên Quốc Trường lại chơi lớn thế này, vừa tổ chức sinh nhật vừa tổ chức tiệc tân gia, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ và trầm trồ. Nhiều người còn bình luận hài hước cho rằng nam diễn viên tổ chức tiệc như làm đám cưới, nam diễn viên kết hợp tiệc mừng sinh nhật với tân gia nhà mới. Không gian về đêm của căn nhà lung linh ánh đèn khiến nhiều người thích thú. Nam diễn viên dành một diện tích khá lớn để làm khu sân vườn, tạo thêm không gian thoáng mát cho căn biệt thự. Đây cũng là nơi mà anh dành rất nhiều tâm huyết xây dựng nó để tặng cho bố mẹ. Quốc Trường nhận được nhiều lời khen về diễn xuất khi đóng cặp với Bảo Thanh trong phim Về Nhà Đi Con. Cũng đóng Gạo Nếp Gạo Tẻ, nhưng cuộc sống của Hoàng Anh và Quốc Trường lại khác biệt. Trong khi Hoàng Anh thừa nhận đóng phim không đủ sống, còn Quốc Trường thì sống sung túc và giàu sang thế này. Biệt thự làm rực sáng hẳn cả một góc phố, sân vườn rộng rãi thoáng mát bên trong. Gia đình nam diễn viên thường xuyên tổ chức ăn uống ngoài trời, cả nhà chụp ảnh trước căn nhà sang trọng. Bên trong chúng đi về của Quốc Trường và người thân. Quốc Trường tại một trong những nhà hàng ăn uống của mình. Tư gia bạc tỷ nhà hàng đắt khách. Nghiệp diễn suôn sẻ tất cả góp phần tạo nên khối tài sản khổng lồ cho nam diễn viên. Harry Won đi mua bánh mì, khán giả bắt gặp xin chụp ảnh rồi phán một câu nghe đơ người. Harry Won cũng há hốc miệng trước lời nhận xét này của khán giả, nhưng vẫn cười thả ga. Mới đây, Harry Won chia sẻ clip cô đi mua và review bánh mì ngon tại Sài Gòn đã thu hút được nhiều lượt xem của khán giả. Trong clip có thể thấy Harry Won mặc giản dị với áo sơ mi và quần short đi hỏi mua bánh mì, sau đó hồn nhiên ăn nhồm nhoàm mà chẳng cần giữ hình ảnh. Sau đó có một khán giả nhận ra Harry Won và đến xin chụp ảnh cùng. Tuy nhiên lời nhận xét của cô khán giả khiến Harry bất ngờ nhưng vẫn thích thú. Trên TV thấy hơi lớn, ngoài nhỏ xíu không nhận ra, ở ngoài đẹp quá. Harry Won cười không ngậm được miệng khi nhận được lời khen như vậy, sau đó lại tiếp tục ăn như chưa bao giờ được ăn. Harry Won đi mua bánh mì, một khán giả nhận ra và khen hết lời. Tuy nhiên, khán giả nữ nhận xét Harry Won ở ngoài nhỏ nhắn nên không nhận ra. Được khen xinh, Harry Won cười không ngậm được miệng. Sau đó, Harry Won tiếp tục ăn, nhìn các biểu cảm của cô mà phì cười. Harry Won còn thanh minh, không phải do mình ăn kém sang mà món ăn này phải ăn như vậy mới ngon. Và vì ngon nên cô chấp nhận kém sang một chút cũng được. Harry Won còn khuyên đi chơi với người yêu không nên ăn món bánh mì như thế này. Hoàng Anh không sang Mỹ, tôi ở Việt Nam ngồi chờ và chết đói sao? Công của phim Gạo Nếp Gạo Tẻ cho biết đã trải qua 3 năm sống vất vả khó khăn, vì vậy anh quyết định tạm dừng công việc đóng phim sang Mỹ định cư. Vừa qua, Hoàng Anh khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ quyết định tạm ngừng việc đóng phim dù vừa có vai diễn ấn tượng trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, thì sau bộ phim đình đám ấy là chuỗi ngày dài đối diện với khó khăn thiếu thốn. Vì vậy, anh quyết định sang Mỹ để chấm dứt những ngày dài ngồi không và vật vã chờ lời mời đóng phim. Nhặt cỏ trồng hoa khi vừa sang Mỹ. Cuộc sống của anh sau một tuần sang Mỹ có những thay đổi như thế nào? Tôi mới sang đây, mọi thứ còn mới mẻ, dù trước đó đã qua lưu diễn nhiều lần. Có điều, được ở gần vợ con thì cảm giác ấm áp hơn. Tuần sau tôi nhận được thẻ xanh, có giấy tờ đầy đủ thì sẽ bắt đầu công việc. Tôi rất mừng khi ít gặp con gái, nhưng bé vẫn nhớ và cuống quýt ba. Tôi chỉ sợ con thấy mình lạ, không cho mình bế ẩm.
Hiện tôi chỉ biết chăm lo các công việc trong nhà như nhặt cỏ mảnh vườn để trồng hoa, trồng cây, làm lại chỗ vui chơi cho con. Tôi nhớ những ngày đi quay ở phim trường từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về, mệt nhưng vui. Qua bên này tôi chỉ quay quẩn bên trong nhà, làm vườn, cuộc sống bình dị khác hoàn toàn ở Việt Nam. Thông tin Hoàng Anh tạm ngừng đóng phim khiến khán giả tiếc nuối. Bản thân anh có gì hối tiếc khi quyết định sang Mỹ định cư? Đọc comment tiếc nuối khán giả khi mình còn đóng phim, tôi càng chạnh lòng. Nếu tôi đi mà không ai còn nhớ tiếc nuối thì có thể trọn niềm vui bên gia đình. Nhưng tình cảm của mọi người dành cho mình lớn như thế, tôi lại xúc động. Nhiều khán giả nhắn tin riêng nhắn nhủ tôi đừng nghỉ hẳn, nhớ về nước đóng phim. Tôi khẳng định sẽ không bỏ nghề diễn. Một ngày nào đó không xa, tôi sẽ về đóng phim nếu nhận được lời mời phù hợp. Chấp nhận từ bỏ công việc mình đam mê khi đang có chỗ đứng trong lòng khán giả. Nhiều người cho rằng anh phụ thuộc vào vợ. Từ khi kết hôn, vợ chồng tôi luôn cùng nhau chia sẻ kinh tế, hỗ trợ nhau qua lại để cùng chăm con. Vợ tôi đâu phải là đại gia, chỉ là người làm công việc bình thường, thì làm sao tôi lại đặt gánh nặng lên vai cô ấy? Có lẽ mọi người đã quá định kiến chuyện trai đẹp phải lấy vợ đẹp. Nếu không đẹp sẽ là đại gia. Vừa qua trước khi qua Mỹ, tôi đã bán chiếc xe hơi mình tích góp nhiều năm mới mua được. Tôi thương chiếc xe vô cùng, nhưng đành bán. Bởi nó giúp tôi có được số vốn khi sang ở cùng vợ. 3 năm thu nhập bấp bênh không đủ trang trải cuộc sống. Trước khi qua Mỹ, anh trải qua những khó khăn gì về công việc kinh tế? 3 năm qua, lầu phim truyền hình sản xuất giảm rất nhiều. Từ đó, cuộc sống của diễn viên bị ảnh hưởng, rơi vào khó khăn. Trước đây, phim truyền hình chưa rơi vào khủng hoảng. Mỗi năm tôi chạy show 6-7 phim, kinh tế cũng dư giả. Nhờ đó mà tôi mua được xe hơi. Sau này, mỗi năm tôi chỉ đóng 1 phim, quay trong 2 tháng. Ngoài ra, tôi quay một chút game show, một chút phim sitcom. Thời gian còn lại, tôi ngồi không và chờ đợi. Vì vậy, 3 năm qua, thu nhập của tôi bấp bênh, không đủ tiền trang trải cuộc sống. Mỗi tháng tôi phải lo chi phí tiền nhà, tiền ăn đi lại ít nhất 20 triệu đồng. Vì thế tôi phải dùng tất cả số tiền tích lũy được trước đó để chi trả. Trong lúc đó vợ con ở Mỹ lại muốn tôi qua. Cô ấy hiểu những khó khăn về nghề mà tôi phải đối diện, không ép buộc tôi điều gì. Tôi nghĩ về chuyện cá nhân, quyết định dừng đóng phim, sang Mỹ định cư của tôi là đúng đắn. Tôi có tiếc làm nghề. Nhưng với tình trạng phim ảnh như bây giờ, tôi ngồi chờ là chết đói sao? Theo anh, do đâu phim truyền hình lại rơi vào khủng hoảng như vậy? Tôi không hối tiếc khi theo đuổi nghề vì yêu thích công việc này. Tôi chỉ tiếc cho phim truyền hình miền Nam ngày càng không được như xưa. Trong khi vật giá leo thang, tiền đầu tư cho phim lại gói ghém, cắt giảm 30% khi làm, sao có thể có phim hay? Không những thế, thời gian quay phim gấp rút. Trước đây 30 tập phải quay trong 3-4 tháng, nhưng bây giờ cắt giảm còn chưa đầy 2 tháng. Riêng phim Gạo Nếp Gạo Tẻ là thành công nhất, bởi được quay công phu trong 2 năm, đầu tư chỉnh chu. Chứng thành Harry từng tứ đẩy anh Đức ra rìa, lủi thủi đến tội, Diệu Nhi còn thêm dầu vào lửa. Để ấy bền vững, anh Đức còn bị vợ chồng Chứng thành Harry Won phủ thẳng thần, là một trong những thánh FA nổi tiếng nhất showbiz. Dù được nhiều bạn bè lo lắng dục dạ có người yêu, thậm chí còn không ít người sốt ruột mai mối, song đến thời điểm hiện tại anh Đức vẫn lẻ bóng đi về. Mới đây trong chuyến lưu diễn Pháp, nam diễn viên còn bị các đồng nghiệp cho ra rìa. Đến Pháp lưu diễn, nhóm nghệ sĩ gồm vợ chồng Chứng thành Harry Won, Diệu Nhi và anh Đức tranh thủ ghé thăm một quán cà phê ở Paris. Như mọi lần, cặp đôi xình ri lại ngồi bên nhau tình tứ, vai kề vai cùng thưởng thức âm nhạc. Trong mắt cả hai dường như chỉ có người bạn đời của mình, hoàn toàn không để ý đến anh bạn thân đang một mình. Cách đó không xa, anh Đức ngồi lủi thủi với gương mặt đượm buồn. Đã FA lâu năm, bạn diễn sinh năm 1987 còn ngồi cạnh cặp vợ chồng son ngọt ngào nhất nhì showbiz, luôn thể hiện tình cảm mặn nồng. Đi cùng các nghệ sĩ, Diệu Nhi đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc cô đơn cực tủi thân của anh Đức. Cô nàng còn phủ vàng, đàn anh tới bến khi sẵn sàng thêm dầu vào lửa. Người ta có cặp có đôi, anh tô lẻ bóng cô đơn một mình. Diệu Nhi vẽ ra một kịch bản khá lâm ly cho anh Đức khi viết anh tôi cô đơn lạc lõng giữa đêm lạnh Paris. Sau cùng, người đẹp lại thay mặt các đồng nghiệp bỏ mối danh hài họ Tạ. Bạn nghĩ sao về diễn viên anh Đức? Trong chuyến lưu diễn đặc biệt tại Paris cùng dàn nghệ sĩ Việt đình đám, vợ chồng Chứng thành luôn chiếm spotlight vì độ tình bể tình. Vì thế anh Đức bị cho ra rìa không khiến khán giả ngạc nhiên. Nếu không nhanh nghĩ cách thoát kiếp FA, chắc chắn nam diễn viên sinh năm 1987 sẽ còn bị đồng nghiệp trêu dài dài.
ấn tượng sau lần đầu gặp Quang Hải, Thu Trang hài hước nhắn nhủ, em chết với chị. Vì sao Thu Trang lại có dòng chia sẻ gửi đến Quang Hải như vậy chỉ sau lần đầu gặp gỡ? Mới đây, Thu Trang bất ngờ chia sẻ hình ảnh chụp cùng cầu thủ Quang Hải trên trang Instagram cá nhân. Đáng chú ý, nữ diễn viên chia sẻ, gặp em ở ngoài thấy em là người dễ thương và gần gũi quá nè. Người gì đâu mà vừa giỏi vừa dễ thương vậy. Từ nay mê em luôn nha em chết với chị. Dẫu biết Quang Hải nổi tiếng là người thân thiện và tốt tính, nhưng cư dân mạng vẫn không khỏi thích thú trước những tâm sự chân chất của Hoa hậu làng hài. Không biết anh Đường Băng khi đọc những dòng này có ý kiến với chị 13 không nhỉ? Vừa qua, sau khi thắng lớn cùng bộ phim điện ảnh Chị 13, Thu Trang Tiến Luật đã dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn bằng chuyến du lịch đến Hàn Quốc cùng đại gia đình. Lần hiếm hoi cả ba thế hệ cùng đi chơi, thế nên tất cả các thành viên đều hào hứng. Thu Trang cho biết đây là món quà mà chị muốn dành cho cả nhà vì đã chịu nhiều thiệt thòi trong khoảng thời gian bận rộn với công việc. Cả gia đình nữ diễn viên đã có khoảng thời gian thư giãn và sum họp đầm ấm bên nhau. Nhưng dịp này, Tiến Luật cũng khiến khán giả bất ngờ khi thông báo ra riêng, tạo dựng thêm chỗ đứng cho mình ở lĩnh vực kinh doanh sau thời gian dài làm hậu phương vững chắc cho vợ. Những hình ảnh hạnh phúc của gia đình Thu Trang Tiến Luật trong chuyến du lịch dài ngày tại Hàn Quốc